hai lưỡi hai lưỡi dịch mới là lời ly gián Vốn là hai người hòa mục hòa hảo Nhưng lại nghĩ cách để cả hai trở mặt Khiến hai người họ hoài nghi lẫn nhau Ngờ vực nhau Phá hoại sự hòa hợp của họ Cách ăn nói như thế gọi là lời ly gián Trong luật tứ phần nói hai bên tranh đấu khiến họ mất hòa hợp khiêu khích khiến hai bên đấu tranh phá hoại sự hòa hợp của họ đây là điều không tốt trong kinh phật dạy chúng ta quả báo sẽ vào địa ngục cắt lưỡi địa ngục cắt lưỡi từ đâu mà có từ nói hai lưỡi tạo tội hai lưỡi là địa ngục cắt lưỡi không những không thành thật họ còn khiến cho hai bên tranh đấu lẫn nhau trước kia hai người là bạn bè khiến cho cả hai thành oan gia đối đầu đây là tâm bất thiện đây là hành động không tốt quả báo sẽ rơi vào địa ngục cắt lưỡi thiên thai nói Thiên thai là trí giả đại sư Đây là lời của đại sư trí giả Lôi kéo hai bên khiến không hòa hợp Nghĩa là phá hoại sự hòa hợp của hai phía Trong đó họ khơi màu Phá hoại bên trong Đại thừa Nghĩa Chương lại nói Nói phá hai bên Nên gọi là hai Phá là làm cho trái Kiêu khích thị phi Đôi bên nghe theo lời Nên gọi hai lưỡi Có nghĩa thổi bùng ly gián Lôi kéo thị phi đây là cách nói ngày nay Giống với nghĩa đó Ác khẩu Nay dịch là lời thô ác Ngôn ngữ thô lỗ Khiến người nghe rất chói tai Trong Pháp giới thứ đệ nói Thêm lời ác vào Khiến họ khó chịu Gọi là ác khẩu người khác nghe sinh phiền não đấy gọi là ác khẩu lại đại thừa nghĩa trường thất ở đây là quyển thứ bảy đã giải thích ác khẩu cho chúng ta ngôn từ thô kệch mắt nhìn ác ý ác sinh từ miệng nên gọi ác khẩu ý nói dùng tâm gây gỗ người khác nói những lời thô ác khiến người đau đớn gọi ác khẩu nói rất khó nghe bất kể là cố ý hay vô tình người nghe xong cảm thấy phiền não không vui trong kinh giáo đức phật đã dạy các vị bồ tát nên dùng những tâm thái nào để đối nhân tiếp phật trong hoàng nguyên quán chỉ nói bốn đức bốn loại đức hạnh cơ bản của bồ tát cần tuân thủ loại thứ ba nói nhu hòa chất trực bao gồm cả ngữ nghiệp trong đó hình dáng lời nói thái độ cần nhu hòa à, Tâm ý nha, phải chất trực Chất trực là chân thành à, Bên trong phải chân, chân thành Bên ngoài phải nhu hòa Bồ Tát Điều này được đặt thứ ba Thứ nhất là dạy Bồ Tát Tùy duyên diệu dụng Thứ, Thứ hai là phép tắc oai nghi Đi đứng nằm ngồi Ngôn ngữ tâm thái Đều làm tấm gương tốt nhất Để mọi người noi theo Đấy là gì? Ừ. Người đệ tử Phật Cần chứng tỏ hình ảnh của người con Phật Để mọi người sinh tâm hoan hỷ khi nhìn thấy Khen ngợi Phật Bồ Tát Đệ tử Phật là những người tốt, là người thiện Chúng ta nên học theo họ Như thế sẽ dẫn dắt vô lượng chúng sanh Làm sao lại tạo ác? Vọng ngôn là vọng ngữ Tân dịch là nói dối tân dịch là bản dịch của đại sư huyền trang trước đại sư huyền trang thì gọi là cựu dịch sau khi ngài trở về từ ấn độ dịch kinh gọi là tân dịch ngài đã thay đổi kiểu dịch trước đó thay đổi để chúng ta dễ hiểu hơn Cổ dịch là vọng ngữ, phiên dịch vọng ngữ, tân dịch là hư cuốn ngữ. Hư là không có thật, cuốn là không chân thật. Lại như Phạm Vọng nói, chỉ là Kinh Phạm Vọng nói, không thấy nói thấy, thấy nói không thấy những lời không thực dối lòng là nói dối vậy đó là nói dối gạt người thấy nó không thấy không thấy nói thấy đây đều là không thực Nói theo dịch Tân dịch là lời tạp uế Nghĩa cũng rất hay Câu xã luận nói Tất cả những lời nói buông ra Từ tâm ô nhiễm Gọi là lời tạp uế Tâm ô nhiễm là gì? Tự tư tự lợi là tâm ô nhiễm Tâm vốn là thanh tịnh Vốn bình đẳng Vì ô nhiễm nên không thanh tịnh Tự tư tự lợi là ô nhiễm Tiếng thơm lợi dưỡng là ô nhiễm Tham sân si mạng là ô nhiễm Có những thứ như thế là tâm không thanh tịnh À, những lời buông ra từ tâm không thanh tịnh Thì cũng không thanh tịnh Lời nói như thế nào? Lời nói thì rất bùi tay Nhất là âm nhạc Tiếng hát Gồm cả thơ văn Biểu diễn văn nghệ Khiến quý vị khi xem sẽ thế nào? Khi xem sẽ sinh khởi giết trộm dâm dối Khơi gợi tình cảm của quý vị Đây gọi là theo dệt biểu diễn văn nghệ ngày nay toàn thế cả từ xưa đã có biểu diễn văn nghệ ngày nay chúng ta nhìn thấy rất nhiều thổ dân họ thích ca hát thích nhảy múa có những dân tộc khác đều không ngoại lệ múa hát trên một nền nhạc vui là điều bình thường khổng tử đã biểu diễn loại văn nghệ này chế định một mức độ mức độ này chỉ ba chữ là sư vô tà bất kể biểu diễn văn nghệ thi từ ca phú khiến cho người khác không nổi ý niệm tà bậy khiến người nghe khiến người tiếp xúc đều không phát sinh tà niệm mức độ đó là đúng mực bởi thế ngài đã đưa ra tư vô tà xã hội trung quốc qua các thời đại và quốc gia đều tuân thủ thời bây giờ đã giải phóng không còn giữ phép tắc này nữa Một tập tục tốt đẹp Chắc chắn phải được duy trì trên nền tảng này Khi nền tảng này không còn Xã hội sẽ loạn Xã hội loạn ở đâu? Lòng người loạn Lòng người khởi tâm động niệm Đều là tham sân si mạng đều là thất tình ngũ dục, đều là lợi mình hại người. Rắc rối này rất lớn. Ngày nay, phong khí này đã tiêm nhiễm toàn cầu, không chỉ của một quốc gia nào mà là tất cả. Vì sao phạm vi tiêm nhiễm lại lớn như thế? vì ngày nay công cụ khoa học đã phát triển dùng vô tuyến để phát dùng internet để phát mọi người trên toàn thế giới ngày nào cũng theo dõi ngày nào cũng học theo ngày nào cũng bắt chước các bạn trẻ từ nhỏ đã được nuôi dưỡng bởi những tập quán này tạo thành quan niệm của chúng. Đấy gọi là quan niệm chủ quan, vào trước làm chính. Nó cho rằng đấy là chuyện bình thường. Ngôn ngữ, hai lưỡi, ác khẩu, nói dối, theo dệt là chuyện thường. các tiết mục vô tuyến là biểu diễn văn nghệ nó đang dạy dạy cả xã hội từ trẻ nhỏ cho đến cụ già nó dạy tất cả mỗi ngày mọi người đều xem mỗi ngày đều tiếp thu thứ giáo dục này nên trở thành bình thường chắc rối là ở chỗ đó Hiếu thuận cha mẹ Tôn kính sư trưởng Không ai nhắc đến Họ không nghe ai nhắc Họ cũng không chứng kiến Bởi thế quý vị nói với họ Họ không dám tin Còn cho rằng quý vị lừa họ Nhưng thật sự lừa họ Thì họ lại tin Nghĩa là nghe lừa chứ không nghe khuyên xã hội hiện tại là như thế bởi thế chúng ta thấy những tai nạn ngày nay quý vị hiểu vì sao những tai nạn lại xảy ra cứ bình tâm suy xét dùng cách nào để khóa giải những tai nạn này cổ nhân trung quốc có câu không nghe người lớn nói mất mát ngay trước mắt ngày nay chúng ta gặp rắc rối tìm ai tìm người lớn tuổi là ổn người lớn là ai là tổ tiên chúng ta là cổ thánh tiên hiền tổ tiên mỗi dân tộc trên thế giới mỗi truyền thống văn hóa của dân tộc đều có ưu điểm đều dạy người yêu người kính trời chúng ta xem rất nhiều kinh điển tôn giáo tôi đã xem qua một số phát hiện trong đó lòng yêu thương chân thành đây chính là mục tiêu chung của tất cả tôn giáo là phương hướng chung chúng ta tìm tòi ưu điểm này nỗ lực thực hiện nghĩa là thực hành những ưu điểm của truyền thống trung quốc phải nói rất cụ thể phật pháp lại hay hơn nói rất cụ thể những đạo lý tinh tế trong đó càng học càng thấy vui càng học càng vỡ ra Phần tiếp theo Đại thừa Nghĩa Chương lại nói Lời trái không đúng Giống như theo dệt Từ sai đến đúng Nên gọi theo dệt Ý là theo dệt Rất đẹp Rất mềm mại Mọi người rất thích Bởi thế theo dệt là những lời hoa mỹ quý vị rất thích nghe rất thích xem nội dung nó ra sao nội dung khơi gợi thất tình ngũ dục của quý vị nó hoàn toàn trái ngược với tư vô tà như khổng tử nói nó có thể khơi gợi tình cảm của quý vị khơi gợi những gì nêu quý vị rỉ nộ ai lạc những thứ này trong hiện tại cái gọi là phim tình cảm trên truyền hình đều thuộc về loại này không hay không biết quý vị lọt vào đó không thể nhảy ra không có trí tuệ lại vô lượng thọ kinh tiên chú đây là tác phẩm của cư sĩ đinh phúc bảo theo dệt là những lời bao hàm ý dâm không đúng những người đời sau tích tập tứ đại danh tác là tiểu thuyết trung quốc bao gồm tam quốc dĩ nghĩa Tây Du Ký Thủy Hữu Truyện Hồng Lâu Mộng Tất cả đều như thế Nội dung đều chứa đựng những tình tiết đó Đa phần đều lấy người đẹp, cỏ thơm để ẩn dụ, Phàm, những người vào chốn quê cát đều gọi là theo dệt quê cát là lời nói tình cảm giữa nam nữ thập nghiệp đạo chương lại nói nói những lời ô nhiễm gọi là lời tạp uế nếu tâm không ô nhiễm trao đuốc văn từ ca tụng thật đức không bất thiện vậy bởi thế, phải xem nội dung của theo dệt. Một cách đơn giản, theo dệt là những ngôn từ rất trao chuốt. Nếu những ngôn từ ngọt ngào này được dùng để ca tụng đức hạnh, thế thì tốt quá. Thí dụ, giống như thi kinh do khổng tử sang định ba trăm bài thơ là ca từ lời hay nhưng nội dung bên trong là chánh không tà những lời ca đó từ đâu mà có từ tế tự tổ tiên tế tự cõi trời yến hội trong triều đình âm nhạc tấu lên trong những cuộc lễ cũng có lời ca dân dã khoa bàn tay sang định của khổng tử Nghĩa đã sửa đổi Chọn ra 305 thiên Ở đây ta có thể cảm nhận phong tục xã hội đương thời Cái mà ngày nay gọi là đồng giao Nghệ thuật diệt xướng dân gian phản ánh tình cảm con đa người đa của xã hội ước vọng của họ à, nhà vua thường sưu tập những ca từ này hiểu rõ dân, chung, dân, dân, dân chúng chung làm tài liệu tham khảo để tham trị nước quý vị xem ưu điểm của việc làm này thập nghiệp đạo chương đã nêu hai mặt một là thiện hai là bất thiện đều nói đến